Lưu Thị Thu Hà, bộ môn Hóa học, trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Hôm nay cô sẽ đồng hành cùng với các em trong chương trình hướng dẫn ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 môn Hóa học. Hôm nay cô sẽ gửi tới với các em một chuyên đề nằm trong chương trình Hóa học lớp 12, đó chính là chuyên đề sắt và các hợp chất của sắt. Chuyên đề này cũng chiếm một nội dung khá quan trọng trong cấu trúc của đề thi và giải đều các cấp độ từ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao. Ở trong chuyên đề này thì cô sẽ giới thiệu với các em về nội dung kiến thức chung và những dạng bài tập mà chúng ta thường gặp. Về phần kiến thức chung của sắt và các hợp chất của sắt thì sắt là kim loại có nhiều hóa trị. Cụ thể là sắt có hóa trị 2 và hóa trị 3. Và số oxy hóa của sắt thì sắt sẽ có các số oxy hóa là số oxy hóa 0 ở trong đơn chất kim loại sắt. Số oxy hóa là dương 2 ở trong oxit của sắt, hydroxit của sắt và các muối của sắt, sắt 2. Ngoài ra thì sắt còn có số oxy hóa là sắt dương 3 và số oxy hóa sắt là dương 8/3. Thế thì với các số oxy hóa như thế này thì chúng ta sẽ thấy là kim loại sắt thì sẽ có thể hiện tính khử, nó sẽ có thể tăng lên dương 2, dương 8/3 và dương 3. Còn các hợp chất của sắt, ví dụ như hợp chất mà sắt có số oxy hóa dương 2 thì sẽ vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxy hóa. Các hợp chất của sắt mà ở đó sắt có số oxy hóa dương 8/3 cũng vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxy hóa. Còn các hợp chất của sắt mà trong đó sắt có số oxy hóa dương 3 thì chỉ thể hiện tính oxy hóa. Kim loại sắt là một kim loại hoạt động hóa học trung bình. Chúng ta chú ý một chút nữa về dãy điện hóa của các kim loại. Thì ở trong đó thì sắt thì chúng ta thường quan tâm tới hai cặp oxy hóa khử mà có liên quan đến sắt. Đó là cặp sắt 2 trên sắt và cặp sắt 3 trên sắt 2. Thì chúng ta sẽ quan sát ở trong dãy điện hóa và nhớ vị trí của các cặp oxy hóa khử này. Thế thì cô sẽ giới thiệu với các em về dạng đầu tiên, đó là dạng bài tập lý thuyết có liên quan tới kim loại sắt. Thì sắt là ở ô thứ 26 trong bảng hệ thống tuần hoàn và có nguyên tử khối là 56. Cấu hình electron của sắt khi đó lớp ngoài cùng sẽ là 4s2 và phân lớp 3d ở phía trong ta còn đang điền răng dở. Vậy thì cấu hình electron của sắt sẽ là argon 3d6 4s2. Kim loại sắt là kim loại thuộc phân nhóm phụ nhóm 8. Khi mà sắt mà nhường hai electron để trở thành là sắt 2 thì cấu hình electron lớp ngoài cùng sẽ là 3s2, 3p6 và 3d6. Thế còn đối với sắt 3 thì sẽ là 3s2, 3p6 và 3d5. Thì với cấu hình electron bán bão hòa là 3d5 thì chúng ta sẽ có là ion sắt 3 là bền hơn là ion sắt 2. Về tính chất hóa học của sắt thì sắt có tính khử trung bình. Thế thì sắt có nhiều hóa trị cũng như là có nhiều số oxy hóa. Vậy thì tùy từng hợp chất cũng như đơn chất tác dụng với sắt mà sắt có thể chuyển lên các số oxy hóa khác nhau. Ví dụ như là khi sắt mà tác dụng với chất oxy hóa yếu như là lưu huỳnh, như là iốt hoặc là H cộng ở trong axit chloric, trong axit sulfuric loãng hoặc là các cation kim loại trong các dung dịch muối, thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chỉ thu được là sắt 2 thôi. Đó. Thế còn khi mà sắt mà tác dụng với các chất oxy hóa mạnh, ví dụ như là clo này, ví dụ như brom này, ví dụ như axit sulfuric đặc nóng này hoặc là axit nitric ở các nồng độ, thì lúc này thì các chất oxy hóa này là chất oxy hóa mạnh và chúng ta sẽ thu được là sắt là sắt 3 nhất. Thế còn các hợp chất của sắt thì chúng ta ghi nhớ này là sắt 2 là số oxy hóa trung gian. Vậy thì khi đó thì các hợp chất của sắt 2 thì sẽ vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa khi tác dụng với các chất là oxy hóa hoặc khử. Thế còn là các hợp chất mà của sắt 3 ấy thì lúc này là số oxy hóa cao nhất của sắt rồi, thì sắt chỉ có thể là thể hiện tính oxy hóa khi mà nó tác dụng với các chất có tính khử ạ. Vậy thì dạng bài tập lý thuyết đầu tiên cô gửi tới các em đó là một bài tập ở trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019. Thế thì đề thi có hỏi chúng ta là thí nghiệm nào sau đây thì thu được muối sắt 3 sau khi mà phản ứng hóa học kết thúc. Thế thì khi mà chúng ta cho sắt vào trong dung dịch đồng sulfat phát thì lúc này chúng ta chỉ thu được muối sắt 2 thôi. Thế còn khi mà chúng ta cho sắt mà tác dụng với axit chloric thì lúc này là tính oxy hóa là của ion H cộng và cũng là chất có tính oxy hóa yếu, lúc này chúng ta cũng chỉ thu được muối sắt 2. Thế còn khi mà chúng ta cho hợp chất của sắt mà là sắt 2 tác dụng với axit sulfuric loãng thì lúc này cũng là axit loại 1 đấy, tức là tính oxy hóa là của H cộng.
Thế thì tuy nhiên thì trong trường hợp này thì chúng ta cũng không thu được sắt 3 và chúng ta chỉ thu được sắt 2 thôi. Thế còn khi mà chúng ta đốt cháy dây sắt ở trong khí clo thì khí clo là một chất oxy hóa mạnh, vậy lúc này chúng ta sẽ thu được muối sắt 3. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là đáp án D, tức là chúng ta sẽ thu được muối sắt 3 khi mà chúng ta đốt cháy dây sắt ở trong khí clo nhé. Ví dụ thứ hai đó là một câu ở trong đề minh họa năm 2020 của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thế thì khi mà chúng ta cho lượng sắt dư lần lượt vào trong các dung dịch là dung dịch đồng sung phát này, dung dịch axit chloric, dung dịch bạc nitrat và dung dịch axit sulfuric loãng, thì sau khi các phản ứng xảy ra thì số trường hợp mà chúng ta thu được muối sắt 2 sẽ là mấy trường hợp ạ? Thì trường hợp đầu tiên thì chúng ta thu được muối sắt 2, sắt tác dụng với các ion kim loại đúng không ạ? Trong dung dịch. Trường hợp thứ hai là sắt tác dụng với axit chloric. Đấy. Đó cũng là thu được muối sắt 2. Trường hợp thứ ba là sắt mà tác dụng với bạc nitrat. Và chú ý ở đây là sắt dư nhé. Thế còn nếu mà trường hợp mà bạc nitrat dư ấy, thì nó sẽ lại ra một trường hợp khác em ghi nhớ nhất. Thì trong trường hợp này thì sắt mà dư thì chúng ta cũng chỉ thu được muối sắt 2 thôi. Thế còn khi mà sắt 2 hioxit mà tác dụng với dung dịch axit sulfuric loãng, axit nhớ này, axit sulfuric loãng thì sẽ không có tính oxy hóa. Đó. Thì lúc này chúng ta cũng sẽ thu được muối sắt 2 thôi. Thế còn nếu như mà tác dụng với axit sulfuric mà đặc nóng ấy, thì nó lại ra muối sắt 3 đấy. Vậy thì chúng ta sẽ đếm tổng cộng được ở đây là chúng ta sẽ có là 4 trường hợp là chúng ta thu được muối sắt 2. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta sẽ là đáp án D các em nhé. Tiếp theo chúng ta có ví dụ 3 là khi hòa tan một lượng oxit sắt, ở đây chúng ta chưa biết là oxit sắt là gì, là FeOH bằng axit sulfuric loãng dư. Thì chúng ta chú ý này, khi mà hòa tan bằng axit sulfuric loãng dư là axit loại 1 đấy, thì tính oxy hóa ở đây nó của là ion H cộng. Và chúng ta chú ý là khi mà oxit sắt mà tác dụng với axit sulfuric loãng dư thì sắt ở trong oxit nó sẽ vẫn giữ nguyên số oxy hóa. Đó. Thì khi mà hòa tan axit bằng axit sulfuric loãng dư thì chúng ta thu được dung dịch A. Thế sau đó thì biết dung dịch A này vừa có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím KMnO4, lại vừa có khả năng hòa tan được bột đồng. Vậy thì công thức của oxit sắt là gì? Thế thì ở đây dung dịch A vừa có khả năng làm mất màu dung dịch thuốc tím KMnO4 thì tính oxy hóa của KMnO4 ở đây là ở mangan dương 7. Vậy thì mangan dương 7 sẽ giảm số oxy hóa. Vậy thì trong dung dịch A thì sẽ phải có chất là tăng số oxy hóa. Vậy tức là trong A sẽ phải có sắt 2. Đấy. Mặt khác thì A lại hòa tan được cả bột đồng. Bột đồng là có tính khử. Đồng mà tăng số oxy hóa thì lại phải có chất mà giảm số oxy hóa. Vậy thì trong dung dịch A lại phải có gì nữa ạ? Có sắt 3. Vậy thì trong dung dịch A của mình vừa phải có sắt 2, vừa phải có sắt 3. Vậy thì oxit ban đầu của mình ở đây cũng lại phải vừa có sắt 2, lại phải vừa có sắt 3. Vậy thì chỉ có thể là gì ạ? Là oxit sắt từ, tức là Fe3O4. Chúng ta nhớ một điểm nữa là gì? Fe3O4 là chúng ta gọi là oxit sắt từ, nhưng về mặt bản chất thì đó là hỗn hợp của oxit sắt 2 và oxit sắt 3 theo tỷ lệ 1:1. Vậy thì khi mà hòa tan Fe3O4 vào trong axit chloric loãng hoặc là trong axit sulfuric loãng thì chúng ta sẽ thu được là hỗn hợp muối sắt 2 và muối sắt 3 các em nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang dạng thứ hai, đó là dạng là kim loại sắt và các hợp chất của sắt tác dụng với axit loại 1, tức là axit chloric và axit sulfuric loãng. Thế thì khi mà chúng ta làm dạng bài tập này thì về mặt lý thuyết thì chúng ta cần nhớ đó là nếu như mà kim loại sắt mà tác dụng với axit loại 1 như thế này thì chúng ta chỉ thu được muối sắt 2. Thế còn nếu như mà các hợp chất của sắt khi mà phản ứng với các axit thuộc loại 1 như thế này thì chúng ta sẽ tạo muối sắt, trong đó là sắt không thay đổi hóa trị hay là không thay đổi số oxy hóa. Và khi làm các bài tập dạng này thì có một số những công thức mà giúp chúng ta tính toán nhanh hơn. Ví dụ như là số mol khí hydro sinh ra thì nó sẽ bằng là số mol kim loại sắt tham gia phản ứng đấy, hoặc là số mol H cộng mà tham gia vào trong phản ứng của kim loại sắt với cả axit hoặc là của oxit với cả axit thì lúc này nó sẽ số mol H cộng ấy thì sẽ bằng là 2 lần số mol kim loại sắt cộng với 2 lần số mol của nguyên tử oxy ở trong oxit. Và có các định luật bảo toàn mà chúng ta áp dụng ở trong phần tính toán này thì thông thường là chúng ta sẽ áp dụng định luật bảo toàn khối lượng nhé. Đó. Định luật bảo toàn khối lượng thì khối lượng muối sẽ bằng khối lượng của ca-chiông kim loại cộng với khối lượng của
anion gốc axit. Bây giờ chúng ta sẽ vào một bài tập tính toán cụ thể nhé. Khi chúng ta hòa tan hoàn toàn M gam hỗn hợp của kim loại nhôm này, sắt này, kẽm bằng dung dịch axit cloric dư, thì sau phản ứng thì khối lượng của dung dịch tăng hơn so với ban đầu là bằng M trừ 2 gam. Vậy thì khối lượng muối tạo thành trong dung dịch sẽ là bao nhiêu? Vậy thì ở đây cô sẽ hệ thống lại cái đề bài để cho chúng ta dễ hình dung này. Chúng ta có nhôm, có sắt, có kẽm là M gam, và chúng ta cho tác dụng với axit cloric dư. Thì khi đó thì mình sẽ thu được khí này cộng với dung dịch. Vậy thì khối lượng dung dịch mà tăng lên ý, thì sẽ bằng khối lượng của dung dịch sau mà trừ đi khối lượng của dung dịch trước. Đấy. Thế bây giờ tăng thêm vào là chúng ta cho thêm kim loại vào, nhưng sau đó thì nó lại có khí thoát ra. Vậy thì khối lượng của dung dịch tăng lên ở đây sẽ bằng khối lượng của kim loại cho vào này và trừ đi khối lượng của khí thoát ra. Đấy. Và khối lượng của dung dịch tăng lên lúc này chúng ta có M trừ 2. Đúng không ạ? Thì lúc này chúng ta sẽ có là M trừ 2 thì sẽ bằng M trừ đi khối lượng của khí hydro. Vậy lúc này thì khối lượng của khí hydro lúc này sẽ được là gì ạ? 2 gam. Và số mol của khí hydro 1 mol. Thế thì theo bảo toàn nguyên tố thì từ 2 mol axit cloric thì chúng ta sẽ thu được 1 mol khí hydro. Vậy thì 1 mol hydro thì chúng ta sẽ có được là 2 mol HCl tham gia phản ứng. Và lúc này thì số mol của clo trừ ý, đó cũng sẽ là gì ạ? 2 mol. Và khối lượng của muối thì sẽ bằng khối lượng của cation kim loại cộng với khối lượng của anion cận gốc axit. Đấy. Và khối lượng của cation kim loại thì chúng ta coi như là bằng khối lượng của kim loại ban đầu tham gia phản ứng nhé. Vậy thì lúc này khối lượng muối sẽ bằng M đó cộng với 2 nhân với 35,5, thì lúc này khối lượng của dung dịch sẽ tăng lên là gì ạ? Là M cộng với 71. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là đáp án A em nhé. Đấy. Chúng ta sẽ có ví dụ thứ hai, đó là khi chúng ta hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp của các oxit sắt bao gồm sắt 2, sắt 3, sắt từ đó, cần vừa đủ V ml dung dịch axit cloric 1M. Đó. Thế sau đó thì chúng ta thu được dung dịch X này, rồi lại cho từ từ dung dịch natri oxit vào dung dịch X này, chúng ta thu được kết tủa này, sau đó lại đem đông kết tủa này trong không khí đến khối lượng không đủ. Đó. Thế thì nếu như trong hỗn hợp ban đầu của mình vừa có sắt 2 vừa có sắt 3 thì khi mà mình nung đến khối lượng không đổi thì hoàn toàn là mình sẽ thu được là sắt 3 oxit thôi em nhé. Đó. Thế thì cô sẽ hệ thống đổ bài chúng ta và chúng ta quy đổi nhé. Ở đây là ban đầu là 3 oxit. Đó. Trong đó thì mình có một cái điểm mà mình ghi nhớ ở ví dụ trước ấy, tức là gì? Sắt từ oxit thì mình sẽ quy đổi nó thành là gì ạ? Thành sắt 2 oxit và sắt 3 oxit. Vậy thì hỗn hợp ban đầu của mình 3 oxit thì cô quy nó về chỉ còn là gì thôi ạ? Còn 2 oxit thôi nhé. Đó. Với số mol mình sẽ đặt là gì? Là FeO tức là sắt 2 là còn X mol. Sắt 3 thì mình sẽ có là Y mol. Thế thì tổng ban đầu của mình có là 2,8 gram. Vậy thì khi đó mình sẽ có là gì ạ? 72X cộng với 160Y thì bằng gì ạ? Bằng 2,8. Đúng không ạ? Và sau một vài các quá trình biến đổi thì sản phẩm cuối cùng của mình thu được là gì ạ? Fe2O3 mình có là 3 gam, được chưa? Và lúc này thì mình sẽ áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố áp dụng cho sắt nhé. Ban đầu của mình là có FeO là mình có X mol này, thì số mol nguyên tử sắt 2 của mình sẽ có là X này. Đó, Fe2O3 mình có Y mol thì số mol nguyên tử sắt 3 của mình ở đây sẽ có là gì ạ? Có là 2Y. Và cuối cùng của mình, tổng sắt của mình ý, sẽ có là X cộng với 2Y. Đúng chưa? Vậy thì lúc này x cộng với 2y của mình á, sẽ bằng 2 nhân với 3 chia cho 160. 3 chia cho 160 đây là số mol của sắt 3 oxit sản phẩm cuối cùng nhé. Cái còn 2 ở đây là gì? Trong 1 mol đó là mình có 2 mol nguyên tử sắt 3 nhé. Vậy thì khi đó thì mình giải hệ hai phương trình này thì mình sẽ thu được là gì ạ? X bằng 0,025 mol và y thì bằng 6,25 nhân với 10 mũ trừ 3 mol. Khi cho hỗn hợp của các oxit ban đầu đó là sắt 2 với sắt 3 với sắt từ ấy, mình đã quy nó được về thành sắt 2, sắt 3 rồi đấy, thì khi tác dụng với axit cloric thì chúng ta có thể viết phương trình hóa học đó, thì số mol sắt 2 của mình đó là gì ạ? 0,025 mol. Thế còn số mol sắt 3 của mình là 6,25 nhân 10 mũ trừ 3 mol. Vậy thì lúc này mình sẽ tính được tổng số mol axit cloric tham gia phản ứng đó. Vậy thì lúc này sẽ bằng 0,0875 mol. Vậy thì thể tích của axit cloric sẽ bằng 87,5 ml. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở đây sẽ là đáp án A đó.
Thì dạng bài tập tiếp theo mà có liên quan tới sắt và các hợp chất của sắt, đó chính là sắt và các hợp chất của sắt tác dụng với axit nitric ở các loại nồng độ. Đó. Thế thì khi mà axit nitric mà đặt nóng thì ra sản phẩm là sản phẩm khử ấy, là NO2. Thế còn nếu mà axit nitric mà ở các nồng độ thấp hơn, loãng hơn thì sản phẩm khử có thể là khí NO, khí N2O, nitơ. Đó. Thế thì chú ý là khi mà sắt và các hợp chất của sắt mà tác dụng với chất có tính oxy hóa mạnh như là axit nitric ở bất kỳ nồng độ nào thì chúng ta sẽ luôn luôn thu được là một sắt 3 nhé. Thế còn các công thức tính nhanh của chúng ta ở đây đó là gì? Chúng ta có thể là áp dụng định luật là bảo toàn electron. Đấy, thì với tổng số electron mà chất khử cho ra thì sẽ bằng tổng số mol electron mà chất oxy hóa nhận vào. Có thể là chất oxy hóa là nitơ dương 5 sẽ giảm xuống nitơ dương 4 trong NO2, sẽ giảm xuống nitơ dương 2 trong NO, sẽ giảm xuống nitơ dương 1 trong N2O và giảm xuống nitơ 0 trong khí nitơ. Đấy. Rồi là khi chúng ta tính khối lượng muối thì thông thường là chúng ta sẽ áp dụng định luật là bảo toàn khối lượng, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào ví dụ thứ nhất. Đó là khi chúng ta hòa tan hoàn toàn 12,8 gam một hỗn hợp của kim loại gồm có magie và có nhôm trong lượng dư dung dịch axit nitric loãng nhé, thì mình sẽ thu được ở đây là 6,72 lít khí NO điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch B. Thế thì yêu cầu là chúng ta sẽ tính xem là phần trăm khối lượng của magie trong hỗn hợp ban đầu là bao nhiêu. Nào, bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta giải đáp ví dụ này như sau. Thế thì ban đầu thì chúng ta sẽ có magie là A mol này, chúng ta có sắt là B mol này. Đó, thì khi phản ứng với axit nitric thì NO thu được là 0,3 mol và dung dịch B. Thế thì lúc này chúng ta sẽ có là 24A cộng với 56B thì bằng 12,8 gam. Đây là số liệu liên quan tới khối lượng của hỗn hợp kim loại ban đầu. Thế thì ở đây thì hai kim loại là magie và sắt thì sẽ nhường E. Thế còn nhận E ở đây đó là nitơ dương 5 và nhận E giảm xuống nitơ dương 2. Thì lúc này theo định luật bảo toàn electron thì mình sẽ có là gì ạ? 2A cộng với 3B, đây là tổng số mol electron mà chất khử magie và sắt nhường ra, thì sẽ bằng là 3 nhân với 0,3, đây là tổng số mol electron mà khí NO nhận vào. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có là A bằng 0,3 và B bằng 0,1. Đấy, vậy thì lúc này khối lượng magie chúng ta tính rất dễ dàng rồi. Đấy, bằng 7,2 gam và phần trăm của magie ở trong hỗn hợp ban đầu là 56,25%. Vậy thì đáp án của chúng ta đây là đáp án B. Cô giới thiệu dạng tiếp theo với các em, đó là dạng là kim loại sắt và các hợp chất của sắt tác dụng với dung dịch axit sulfuric đặc nóng. Thế còn trường hợp mà axit sulfuric đặc nguội thì nó sẽ gây thụ động cho kim loại sắt em nhé. Đó. Thế thì khi mà sắt và các hợp chất của sắt mà tác dụng với axit sulfuric đặc nóng thì sản phẩm của chúng ta thu được sẽ là muối sắt 3 đối với trường hợp kim loại sắt nhé. Thế còn nếu các hợp chất của sắt mà đang ở là sắt 2, số sinh hóa là dương 2 hoặc là dương 8/3 thì cũng đều lên sắt 3 hết. Thế còn nếu mà đã ở sẵn sắt 3 rồi thì nó vẫn giữ nguyên các em nhé. Đó. Thế thì một số công thức tính nhanh ở đây thì cũng vẫn áp dụng định luật bảo toàn electron rồi định luật bảo toàn nguyên tố. Bảo toàn là khối lượng nữa. Đó. Chúng ta đi vào ví dụ thứ nhất là khi nung nóng 12,6 gam sắt ngoài không khí thì sau một thời gian thì chúng ta sẽ thu được một hỗn hợp là các oxit sắt. Sau đó thì lại mang cái hỗn hợp oxit sắt này phản ứng với axit sulfuric đặc nóng thì mình thu được là khí SO2. Được chưa? Thì người ta hỏi chúng ta xem là khối lượng của hỗn hợp các oxit sắt này là bao nhiêu. Thế thì ở đây thì cô sẽ hệ thống đầu bài lại cho chúng ta này. Số mol sắt ban đầu tham gia phản ứng của mình là 0,225 mol. Đấy. Thế thì khi tác dụng với oxy thì mình sẽ thu được là một hỗn hợp gồm có sắt còn dư và hỗn hợp các oxit sắt. Đấy. Rồi là tác dụng với axit sulfuric đặc nóng thì cuối cùng là mình thu được là gì ạ? Là sắt 3 và khí SO2. Vậy thì khi mà mình hệ thống ra như thế này thì mình hình dung ở đây là có lẽ là mình có thể áp dụng mà định luật bảo toàn electron cho sắt và cho lưu huỳnh, đúng không ạ? Sắt có thể là qua một vài giai đoạn trung gian nhưng cuối cùng của mình vẫn ra là gì ạ? Là sắt 3. Đấy, thì lưu huỳnh của chúng ta đang là lưu huỳnh dương 6 thì xuống lưu huỳnh dương 4, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì mình sẽ có là gì? Sắt từ sắt 0 này lên sắt 3.
Đó, thì số mol sắt là 0,225, thì số mol neutron mà sắt nhường ra thì sẽ là bằng 0,675. Đấy. Thế thì lưu huỳnh dương 6 xuống lưu huỳnh dương 4 thì nó sẽ nhận vào là gì ạ? 2E, đúng không ạ? Đấy. Vậy số mol lưu huỳnh dương 4 đang là 0,1875 thì số mol lưu huỳnh dương 6 của mình ở đây sẽ là gì ạ? 0,1875 nhân với 2. Đấy. Và chúng ta còn nhớ một cái anh rất quan trọng ở đây nữa là anh oxy. Và oxy ban đầu từ oxy 0, sau đó thì số oxy trừ 2, và chúng ta đặt số mol của oxy tham gia phản ứng là gì ạ? Là x mol nguyên tử. Đó. Vậy thì lúc này tổng số mol electron nhận của hai chất oxy hóa sẽ là 2x cộng với 0,375 nhé. Và chúng ta sẽ có là tổng số mol electron nhường bằng tổng số mol electron nhận. Vậy lúc này mình sẽ tính được ra là x bằng 0,15. Vậy số mol nguyên tử oxy mà tham gia vào trong phản ứng đây là 0,15. Ban đầu của mình là có là gì ạ? 12,6 gram này, cộng thêm với 0,15 mol nguyên tử oxy nữa. Vậy thì tổng khối lượng của oxit thu được lúc này của mình sẽ là 15 gram. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ có đáp án ở đây, đó là đáp án C em nhé. Dạng tiếp theo, đó là dạng bài toán kim loại tác dụng với các dung dịch muối. Thế thì ở đây thì cô viết lại cho các em đó là dãy hoạt động hóa học của các kim loại và vị trí của hai cặp oxy hóa khử mà có liên quan tới sắt, đó là cặp sắt 2 trên sắt và cặp sắt 3 trên sắt. Thế thì khi mà chúng ta cho kim loại sắt và các dung dịch muối ấy, thì mình thường là hay gặp là phản ứng ví dụ như là của cặp đồng 2 cộng trên đồng. Chúng ta gặp cặp oxy hóa khử đồng 2 cộng trên đồng và cặp sắt 2 cộng trên sắt. Đó. Thì theo quy tắc alpha thì phản ứng chúng ta có thể biết được là gì ạ? Đồng 2 cộng cộng với sắt tạo thành sắt 2 cộng cộng với đồng. Đó. Rồi mà cặp thứ hai nữa mà trong đề thi đại học những năm gần đây người ta rất hay hỏi đến, đó là cặp của gì ạ? Cặp của sắt 3 trên sắt 2 và cặp của bạc cộng trên bạc. Đó. Vậy thì với hai cặp oxy hóa khử này thì phản ứng nó sẽ thường xảy ra theo quy tắc alpha, đó là gì ạ? Là bạc cộng cộng với sắt 2 tạo thành sắt 3 cộng với bạc. Bây giờ chúng ta sẽ có một ví dụ để áp dụng cho cái phần lý thuyết mà chúng ta đã vừa nghiên cứu. Đó là khi cho 0,42 gram hỗn hợp bột sắt và nhôm vào trong 250ml dung dịch bạc nitrat 0,12m. Đấy, thì sau khi các phản ứng nó xảy ra hoàn toàn thì chúng ta thu được dung dịch X và chúng ta thu được chất rắn. Đấy, thì khối lượng của sắt ban đầu là bao nhiêu? Đó. Thế thì lúc này thì khi mà chúng ta cho nhôm và cho sắt vào trong một dung dịch muối thì theo như dãy điện hóa thì nhôm sẽ là kim loại có tính khử là mạnh hơn sắt. Vậy thì nhôm sẽ phản ứng trước, đúng không? Đấy, sắt phản ứng sau. Vậy thì bây giờ cô đang giả sử là anh nhôm mà phản ứng hết nhé thì bạc sẽ bị đẩy ra hết. Vậy thì lúc này số mol bạc sinh ra sẽ là 0,03 này nhân với 108 thì chúng ta mới thu được đó là gì ạ? 3,24 gram, vẫn nhỏ hơn cái 3,333 gram chất rắn mà mình thu được cuối cùng. Vậy thì cái chất rắn ở đây sẽ gồm có là gì? Bạc bị đẩy ra hết và chúng ta sẽ còn có sắt còn dư nữa nhá. Và khối lượng sắt dư ở đây sẽ là bằng 0,093 gram nhá. Đấy. Vậy thì kết luận lại của chúng ta là gì? Bạc cộng bị đẩy ra hết này, nhôm phản ứng hết này và sắt còn dư một phần nhá. Đấy. Vậy thì lúc này mình viết lại cái phương trình phản ứng ở dạng là ion thu gọn thôi cho nó dễ và cho nó nhanh nhá. Đó. À, chúng ta sẽ có là gì ạ? Là nhôm này cộng với 3 bạc cộng này. Đấy, tạo thành nhôm 3 cộng với 3 bạc này. Sắt phản ứng nữa là sắt cộng với 2 bạc cộng và tạo thành sắt 2 cộng với 2 kim loại bạc. Đó. Vậy thì lúc này ta sẽ có hệ phương trình là gì? Là 3x cộng với 2y thì bằng là 0,03. Đây là tổng số số mol bạc được đẩy ra nhé. Và chúng ta sẽ có là gì? 27x cộng với 56y thì bằng là số gam kim loại mà tan ra. Thì số gam kim loại tan ra thì bằng tổng số gam kim loại ban đầu là 0,42 gam này. À, và chúng ta trừ đi cái sắt còn dư là 0,93 gram. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ có được là x bằng 0,009 mol và y bằng 0,0015 mol. Vậy thì khối lượng của sắt ban đầu chúng ta sẽ có thu được là gì ạ? Là số mol sắt phản ứng là 0,0015 mol này cộng với lượng sắt còn dư mà chưa tham gia phản ứng nhé thì sẽ bằng 0,177 gram. Vậy thì đáp án của chúng ta ở đây là đáp án C. Ví dụ thứ hai, đó là khi chúng ta hòa tan 14 gram hỗn hợp của đồng và của sắt từ oxit vào trong dung dịch axit cloric. Đây là axit mà không có tính tính oxy hóa hay còn gọi là axit loại 1 nhé. Đó.
thì sau phản ứng còn dư lại là 2,16 gram chất rắn và dung dịch X. Đó. Thế thì ở đây kim loại đồng là kim loại đứng sau hydro trong dãy hoạt động hóa học của các kim loại. Đó. Vậy thì khi đó đồng sẽ không phản ứng với axit chloric nhé. Đó. Tuy nhiên thì để xem nó còn có phản ứng với chất nào ở trong dung dịch này nữa hay không. À, thế thì khi mà chúng ta cho sắt từ oxit tác dụng với axit chloric này thì chúng ta sẽ thu được hỗn hợp của muối sắt 2 và muối sắt 3. Đấy. Vậy thì ở trong này chúng ta sẽ thấy là có một đối tượng có thể là phản ứng được với kim loại đồng đây. Đó chính là gì ạ? Đó chính là sắt 3. Đó. Vậy thì khi đó đồng sẽ tác dụng với sắt 3 để tạo thành là sắt 2 đó, cộng với đồng 2. Vậy thì lúc này là chúng ta có 2,16 gram chất rắn ở đây thì chắc chắn sẽ là khối lượng của gì ạ? Của đồng còn dư mà chưa phản ứng hết. Yeah. Vậy thì lúc này tổng khối lượng của sắt từ oxit và của đồng mà tham gia phản ứng ấy thì mình sẽ có là gì? 232x cộng với 64y thì bằng khối lượng ban đầu là 14 và trừ đi cái lượng còn dư là 2,16, tức là tổng khối lượng chất rắn ban đầu mà có tham gia phản ứng là 11,84 gram. Vậy lúc này mình tính ra được là x bằng 0,04 mol. Thế thì dung dịch thu được của mình ấy thì sẽ gồm có sắt 2. Sắt 2 thì thu được ở cả hai phản ứng nhé. Phản ứng thứ nhất là phản ứng hòa tan của sắt từ oxit và phản ứng thứ hai là phản ứng của đồng mà đẩy sắt 3 ra ấy. Vậy thì tổng số mol của sắt 2 clorua mình có sẽ là x cộng với 2x. Đấy. Và đồng 2 clorua là sẽ là x. Dạ. Vậy thì khi cho x ở đây mà tác dụng với bạc nitrat dư thì sẽ có các phản ứng đó là gì? Là bạc này cộng với sắt 2 tạo thành sắt 3, sinh ra kim loại bạc kết tủa. Và thứ hai nữa là gì? Bạc cộng với clo trừng tạo thành là bạc clorua. Vậy thì kết tủa của mình ở đây thu được mình sẽ gồm có hai loại. Thứ nhất là kim loại được sinh ra và thứ hai là kết tủa bạc clorua. Đó. Vậy thì khi đó thì số mol bạc sinh ra của mình ở đây mình tính theo phương trình là gì ạ? 0,12 mol và số mol bạc clorua sinh ra tính theo phương trình là 0,32 mol. Vậy thì khối lượng kết tủa thu được của mình ở đây tổng cộng sẽ là 58,88 gram. Vậy đáp án của chúng ta ở đây là đáp án C. Và dạng tiếp theo đó là dạng bài tập tổng hợp của kim loại sắt và các hợp chất của sắt rồi tác dụng với các axit có tính oxy hóa và tác dụng với muối. Thế thì dạng bài tập tổng hợp này thì nó sẽ thường rơi vào mức độ là vận dụng và vận dụng cao. Đó. Thế thì khi mà chúng ta làm dạng bài tập này thì mình sẽ phải luyện tập để mà tìm ra các cái mấu chốt của bài tập cũng như là vận dụng linh hoạt các định luật mặc toàn. Đấy, để mình tìm ra các mắt xích then chốt rồi mình tìm ra được cái cách giải làm sao cho nó ngắn gọn nhất. Đó. Thế thì các định luật bảo toàn mà mình áp dụng trong phần này thường là định luật bảo toàn electron, bảo toàn điện tích, bảo toàn khối lượng và bảo toàn nguyên tố. Đó. Đấy. Rồi mình có thể áp dụng một số những cái phương pháp, ví dụ như là phương pháp mà quy đổi chia để trị. Đó. Ví dụ như là gì? Hỗn hợp ban đầu của mình gồm có sắt, có đồng, có lưu huỳnh, có sắt sunfua, có sắt ferric, có đồng sunfua, rồi đồng một sunfua. Thế thì ở đây mình nhìn thấy là có rất nhiều chất, nhưng mà mình có thể quy nó về lại thành gì? Thành sắt, đồng và lưu huỳnh. Khi đó thì bài toán của chúng ta nó sẽ đơn giản rất nhiều em nhé. Đó. Rồi một cái số phương pháp ví dụ như là đi tắt đón đầu, ví dụ thế. Thế thì đi tắt đón đầu tức là mình chỉ xét cái chất tham gia phản ứng đầu tiên và cái sản phẩm cuối cùng thôi. Thế còn các giai đoạn trung gian thì mình có thể là bỏ qua, không để ý đến nó nữa. Đó. Rồi sử dụng các phương trình Yung thu gọn. Thế thì khi kết hợp một số các phương pháp cũng như kỹ thuật này thì cái việc giải bài tập ở dạng bài tập vận dụng và vận dụng cao sẽ đơn giản hơn. Hay chúng ta quan sát một bài tập. Khi hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp của FeS2, Fe, kẽm sunfua và lưu huỳnh đều có cùng số mol nhất trong axit sulfuric đặc nóng. Đó, thì mình sẽ thu được là 0,8 mol một chất khí duy nhất, đó là khí SO2. Thì giá trị của m ban đầu sẽ là bao nhiêu? Đó. Thế thì ở đây mình không nhất thiết là mình phải viết tất cả các phương trình của bốn chất này tác dụng với axit sulfuric đặc nóng thôi ạ. Không cần, mất thời gian, sau đó là chúng ta lại phải đi cân bằng phương trình nữa, đúng không ạ? Không cần thiết phải như thế. Yeah. Ở đây thì số mol của từng chất bằng nhau thì cô đặt là A mol.
Dạ. Vậy thì lúc này mình quy nó về là chỉ có là ba nguyên tố, đó chính là nguyên tố sắt, nguyên tố kẽm và nguyên tố lưu huỳnh. Với số mol lần lượt là của sắt sẽ là gì ạ? Là 2A, số mol của kẽm sẽ là A, số mol của lưu huỳnh sẽ là gì ạ? 4A. Đó. Vậy thì khi cho hỗn hợp này mà chúng ta tác dụng với axit sulfuric đặc nóng thu được SO2 là 0,8 mol. Vậy thì lúc này sắt sẽ tăng số oxy hóa này, kẽm sẽ tăng số oxy hóa này, lưu huỳnh sẽ tăng số oxy hóa. Thế còn lưu huỳnh dương 6 ở trong axit sulfuric đặc nóng ấy, thì sẽ giảm số oxy hóa xuống lưu huỳnh dương 4. Vậy thì lúc này mình áp dụng định luật bảo toàn nguyên tắc thôi, đúng chưa? Lúc này mình sẽ có là gì ạ? 2A nhân với 3, đấy là của sắt nhé. Sắt sẽ tăng lên đến cuối cùng là sắt 3 này, cộng với 2A nữa là của kẽm này sẽ tăng lên cuối cùng là kẽm 2 này, đúng không ạ? Của lưu huỳnh đang là lưu huỳnh 0 sẽ tăng lên lưu huỳnh là gì ạ? Dương 4. Vậy là chúng ta sẽ có 2A nhân 3 cộng với A nhân 2 cộng với 4A nhân 6 thì bằng là 0,8 nhân 2. Đó. Vậy thì cuối cùng là A của chúng ta sẽ bằng 0,05. Được. Vậy thì khối lượng của hỗn hợp ban đầu của mình ở đây sẽ là 15,25 gam. Đáp án của chúng ta đây sẽ là đáp án B. Đó. Chúng ta có ví dụ thứ hai là cho M gam bột kẽm vào trong 500ml dung dịch chứa hỗn hợp của hai muối. Thì sau một thời gian thì mình sẽ thu được dung dịch X và một chất rắn nặng 25g. Đó. Vậy thì mình hình dung ở đây là kẽm nó sẽ đẩy đồng, đẩy sắt ra đúng không? Rồi, sau đó mình lọc tách cái chất rắn ra. Rồi, lại cho tiếp vào đây là gì ạ? Vào magie vào nữa. Thì mình sẽ, sau phản ứng mình sẽ lại thấy là có 29,8g chất rắn xuất hiện nữa. Vậy thì hỏi là giá trị của M gam bột kẽm ban đầu là bao nhiêu ấy? Đó. Đấy. Vậy thì lúc này mình sẽ có kẽm là M gam này, mình cộng với là 0,2 mol đồng 2 clorua cộng với 0,2 mol sắt 2 sunfat. Đó, rồi mình thu được dung dịch X là 25g chất rắn. Thì sau đó 25g chất rắn này mình lại cộng tiếp với 14,4g magie thì mình thu được dung dịch và cộng cuối cùng là 29,8g chất rắn nữa. Đó. Thế thì lúc này tổng số mol điện tích âm của mình ở đây sẽ gồm có là ion clo trừ và ion SO42 trừ. Nó vẫn nguyên ở trong dung dịch, nó không kết tủa, nó không đi đâu cả. Đó. Vậy tổng số mol điện tích âm của mình ở đây sẽ là gì ạ? 0,8 mol. Đó. Thế thì bây giờ trong dung dịch ban đầu là 0,8 mol thì trong dung dịch X nó cũng là gì ạ? 0,8 mol bởi vì nó không kết tủa, nó không đi đâu cả. Đúng chưa? Vậy thì bây giờ mình cho vào đây là gì? Là 0,6 mol magie. Thì số mol điện tích dương của mình vào đây sẽ là gì? Là 1,2 mol. Thế thì mình đối chiếu với số mol điện tích âm mới có là 0,8. Vậy thì magie chắc chắn là sẽ gì ạ? Sẽ chưa tăng hết. Đó. Vậy thì lúc này magie còn dư và lượng magie chuyển vào trong dung dịch sẽ là có 0,4 mol thôi. Yeah. Và khi đó thì theo định luật bảo toàn khối lượng mà mình áp dụng cho ba kim loại thì ban đầu của mình là có M gam kẽm này, mình cộng với là gì ạ? Là 0,2 mol đồng được đẩy ra này, mình cộng với 0,2 mol sắt được đẩy ra này. Đó. Rồi mình cộng với 14,4 gam magie nữa. Đó. Thì mình sẽ được thu được là gì? 25 gam chất rắn được thu được này, cộng với 29,8 này, cộng với lượng magie mà còn dư ra nữa là 0,4 nhân với 24. Vậy thì kết luận cuối cùng là giá trị M của kẽm lúc này là sẽ bằng 26 gam. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án C các em nhé. Trên đây, cô đã giới thiệu với các em nội dung của chuyên đề sắt và các hợp chất của sắt. Hy vọng rằng với bài giảng này, các em sẽ có được những kiến thức để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Để nhận được hướng dẫn và lời giải đáp cho các bài tập áp dụng, thì các em sẽ truy cập vào những đường link sau. Phần bài giảng của cô hôm nay tạm dừng ở đây. Chúc các em ôn tập tốt và một kỳ thi có kết quả tốt. Chào các em.